Tú mắc cười lắm khi mà Tú nghe được cái tên hồn đó xong mà đó là hai anh em đang ngồi cầm uống với nhau căng thẳng đưa cho Tú coi, hai anh em nhìn nhau cười kiểu vậy là đồng ý chưa. Cảm xúc của Tú là cảm xúc là thở phào nhẹ nhõm, tại vì trước đó là mình rất là áp lực một cái vai diễn này, thì khi mà trong chiếu xong mọi người là đóng những vai diễn đó thì mình phải nói là tên là mình quải rồi, nên là mình mỉm cười, mình nở một nụ cười và tươi khi ngủ. Trong cái phim này nó túng đóng vai một cái người anh trọng, làm sao để mà nó thú vị cho cái vai diễn, cái đó mà cái là cái vì trước đó là cái phim ảnh truyền hình Chú Nhân Dân nó làm quá mệt mỏi á, cho nên là mình rất là áp lực một cái chuyện là mình phải làm cái gì bây giờ để cho mình thú vị thế ta. Nhưng mà khi mà đóng phim thì những cái áp lực đó hình như là nó tan biến nhanh lắm. Cái không gian đó nè, rồi bà con đó nè, rồi những diễn viên, những cô chú anh chị nè, rồi những cái bộ đồ, những bối cảnh, nó làm cho mình cảm giác là mình quay về cái thời đó. Cho nên là mọi thứ nó mình rất là thoải mái, mình rất là tận hưởng không khí đó. Cho nên là từ cái cảm giác áp lực của mình thành một cái cảm giác giống như mình rất là tận hưởng, mình rất là enjoy. Cho nên nó là cái vai diễn này là cái vai diễn mà tôi thật sự rất là thích. Cái bãi sình cái cảnh đó là Tú nhớ là lúc đó mình quay là 12 giờ trưa mà biết là cái mặt trời ở trên đầu của mình á, mặt trời trên đầu của mình rồi, lúc đó mình đang diễn cảm xúc nữa, cái tự nhiên mặt trời chiếu đầu mình là kiểu sao chó mắt dữ vậy ta, là mình cũng không biết là mình sẽ nên diễn kiểu gì rồi. Rồi xong cái thêm một cái là mọi người di chuyển với sình á, thì mình đang kiểu mình đang diễn rất là cảm xúc thì tự nhiên nguyên cục sình văng vô mắt. Kiểu mình chết rồi giờ sao ta đó, cái sự cố bất thình lình thì mình cũng cảm thấy vui. Rồi cái phân đoạn mà khó nữa là đại cảnh mà đầu phim, là cảnh đầu phim trên cái cầu, lúc đó là Tú nhớ là hình như là cả mấy trăm người chúng, rồi súng bắn nổ, rồi đẩy vô khói lửa, rồi phải nhảy từ trên cao nhảy xuống, lúc đó mình cũng rất là sợ là không biết là mình có cái cảnh là Tú ôm ăn Tú liền xuống cầu, lúc đó mình cũng rất là mình phải tập trung, mình tại vì nhiều khi là sợ em nó chấn thương, mình rất may mắn em nó cũng có bị chấn thương, thì cái phim này nhiều cũng khó lắm. Lúc đó chuyện là mình chỉ kiểu chia sẻ vui thôi, chắc là anh Thành với Dũng khác hơn, có chỗ là anh Thành thì chắc là thân với Dũng nhiều hơn, cho nên là anh Thành có thể là nói chuyện có thoải mái, còn anh Dũng thì cũng rất là tôn trọng mình, ảnh cũng là lắng nghe, giống như cái kiểu là mình làm việc với người ngoài với mình làm việc với người nhà vậy đó, cái cảm giác nó vậy đó, nó khác nhau nó như vậy thôi. Anh Dũng thì tâm huyết với cái dự án này, và cái sự tâm huyết đó nó làm cho Tuấn cảm thấy rằng mình cần phải tập trung nhiều cho cái dự án đó, và anh Dũng cũng chỉ cho Tuấn rất là nhiều kinh nghiệm. Tuấn mắc cười lắm khi mà Tuấn nghe được cái tên hồn đó xong mà đó là hai anh em đang ngồi cầm muối với nhau căng thẳng đưa cho Tuấn coi, hai anh em nhìn nhau cười kiểu ủa, vậy là đồng ý chưa? tại vì nhiều khi là lúc đó là năm vừa rồi là năm mà Tuấn đóng ba phim, Tuấn đóng phim Mai, phim Bóng Vuốt với phim Đức Bình Phương Nam, mà Tuấn khi mà đóng phim đó, thì Tuấn dành thời gian đa phần là Tuấn một người rất là ham mê công việc ấy, nên là Tuấn phải tập trung vào cái thời gian để đóng phim. Và anh Thành lúc đó cũng có nhà bà nữ, cho nên là hai anh em cũng có nhiều dự án riêng của nhau, cho nên là ít gặp nhau. Và được còn phim Mai thì anh em dính nhau cả mấy tháng trời luôn. Rồi sau phim Mai thì Tuấn cũng lên HK để làm hậu kỳ của Bóng Vuốt, rồi cũng gặp anh Thành, và hai anh em cũng vui vẻ bình thường thôi, và chỉ là chắc là có lẽ là khán giả thấy là hai anh em xuất hiện chung thôi, nên là mọi người nghĩ vậy chứ được rồi. Mắc cười dữ lắm, cái tự nhiên ông Hảo nhìn Tuấn nhìn kìa, hai anh em cạnh nhau dữ chưa Tuấn? Dạ sao có cạnh nhau không? Anh Thành là một người rất rõ ràng, công việc và bạn bè của mình, Tuấn cũng là người thích như vậy. Đôi khi mình cần phải hạ thấp cái tôi của mình xuống, tại vì ví dụ như là mình càng tự ái thì nó bị kiểu hư bột hư đường á, nó không giải quyết được cái gì mà nó càng làm mất thời gian hơn. Mình chỉ nghĩ là lúc đó anh Thành đã đưa ra ý kiến của anh, Tuấn cũng đưa ra ý kiến của Tuấn, hai anh em được một cái là rất là lắng nghe nhau, và hai anh em được một cái là hai anh em rất thẳng thắn với nhau để chia sẻ, tại vì đó là mình cái mục tiêu là mình nói cái điều đó với mục đích gì. Ví dụ như mình nói cái điều đó với một cái lời mình muốn xây dựng cái tình huống tốt hơn, hay là mình làm cho mình phán xét nhau, thì nó sẽ là thử thách, nhưng mà đa phần là hai anh em được tạm đưa cho nhau những cái kiến về để làm tốt cho đối phương.
thì khi mà cái nhận nhẹ thì chúng ta vui chứ, mình càng vui nhiều hơn là mình cũng hiểu cái thành thành mình cảm thấy như vậy. Cho nên là mọi thứ rất là thuận lợi, không riêng gì trong showbiz đâu, mà tôi nghĩ ngay cả ngoài cuộc sống cũng vậy. Cái mà cái yếu tố quan trọng đối với tôi nhất về một cái mối quan hệ đó phải là có sự chân thành, sự chân thành và sự tử tế với nhau, thì cái đó sẽ là cái mà mình giữ mối quan hệ đó. Mỗi người sẽ có một cái mà mình khác nhau. Riêng với Tuấn thì Tuấn nghĩ là mình phải thật sự nghiêm túc và mình đầu tư cho một cái gì mà mình làm. Ví dụ như là một cái diễn viên khác sẽ có cách đầu tư nhưng mà khác nhau. Còn Tuấn là ví dụ như là sau cái Bố Già thì Tuấn 2 năm rồi Tuấn có ra phim, thì 2 năm đó Tuấn sẽ dành thời gian để Tuấn tập trung tìm kiếm cho những cái bộ phim mà Tuấn đóng. Ví dụ nhân vật đó cần cái skill gì thì Tuấn tập trung, ví dụ là nhân vật đó cần phải học đàn, Tuấn sẽ học đàn. Tại vì cái quan trọng là mình phải tin vào nhân vật, khán giả mới tin vào nhân vật, chứ mình không có làm theo kiểu mình làm đại đại được. Thì do nên là Tuấn nghĩ là cái mà yếu tố mà cho Tuấn có, tức là mọi người sẽ có thể thấy là Tuấn Trần diễn ok hoặc Tuấn Trần chọn nó mình diễn cái gì, nhưng mà khán giả sẽ luôn luôn có một cái nhìn Tuấn Trần thành và mình rất là nghiêm túc. Đa phần đó nha, Tuấn là nghĩa là Tuấn không ở lại một cái cảm giác, không ở lại cảm giác buồn hay chạnh lòng quá lâu đâu, mà Tuấn sẽ chạy nhà đi làm cái mới. Tại vì khi mà bản thân mình á, mình đừng có buồn, đừng có chạnh lòng, vì là ồ mọi người tôi giỏi lắm, tôi có năng lực lắm, thôi đừng có nói gì về cái chuyện đó, làm gì cứ làm đi, làm chứng minh đi, thì cái đó sẽ làm cái câu trả lời tốt nhất để chứng minh là bạn là ai.